đây. Con nằm đó. Nằm trước. Con nằm đó. Con tập đây đây. Không Mina đâu. Mina đang nằm đây nè. Mina đâu? Phóng lên. Phóng lên lẹ đây, đi nè. Đi nè Mina. Đi con. Lẹ đây đi nè. Đi xe. Đó. Con Mina nằm đây. Mày nằm đây phải không? Trời ơi. Mày nằm đây mà nằm đâu nằm đó luôn ha. Đó. À. Tôi nằm đây nè, con chót kia nằm đây, nằm xuống. Nó biết chỗ nằm đó hả con? Dạ. Nó biết chỗ nằm đó luôn hả? Biết chứ, con lại biết nó ngủ đây có trải cái mền nè. Rồi rồi rồi, anh xù này là nằm đâu? Anh xù nằm đây. Đây, cái này nằm đây, nằm xuống. Đó, cái này nằm đây nè, còn tôi nằm chính giữa. Con nằm giữa vậy đó ha. Dạ, tôi nằm giữa, hai con nằm đây, con nó rồi, nằm rồi, đó, rồi, con rồi, nằm chú đây. Chú Khỉ thì sao? Nó quen hết trơn rồi. Khỉ thì sao? Chú dạ. Khỉ sao? Khỉ đâu? Chú Khỉ nằm đâu? Khỉ nằm cạc này. Chú Khỉ nằm cạc này nè. Nằm chỗ này. Đó, đây nè. Dạ. Nó nằm vậy đó. Nè, chỗ nó nằm nè, chỗ này nó nằm nè, nó quen rồi. Dạ. Đó, đây nè, đó. Giờ mới để cửa lên nè. Để lên hả? Dạ, đó, để vậy đó. Ủa rồi, nếu mà vậy con ngủ ở đâu? Chú Khỉ chính giữa. Trời đất ơi. Dạ. Tức là cô nằm chính giữa, mấy con chó nằm mấy ở bên hai bên. Hai bên hả? Dạ. Rồi chú Khỉ nằm đâu? Nằm đó. Chú Khỉ gọn nằm đây ha, đó. Chút xíu ở đây ha. Dạ. Tấn bùng lại luôn hả? À, tấn bùng luôn hết trơn. Tấn bùng lại hết luôn. Dạ. Tấn bùng lại là bốn cô với ba chú chó với chú Khỉ nằm chung trong này luôn ha. Chung luôn hết trơn luôn. Dạ. Chặt không? Chặt không? Chặt. À. Không có chặt, không có chặt. Để nằm ở đây nè. Tôi ngay giờ ra đây nè. À. Đây tôi nằm trên này, cái gối đó đây, đây nè. Đâu 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 sao đâu 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 mà ví dụ như tôi có nằm thử coi dạ tôi nằm thử coi coi nó trời ơi nó có khó khăn không mấy mẹ có con khó. Mà mưu sinh vậy đó hả dạ đi tới đâu ngủ tới đó vậy đó hả dạ cửa rồi đi là sống mưu sinh trên cái xe dạ đó đó tôi nằm ở đây nè đó cái này đưa lên tôi nằm đây nè dạ đó rồi cô nằm xuống rồi đây nè cái không gian nó làm sao đâu đó đây nè trời ơi vậy đó hả dạ làm vậy đó trời ơi nằm đó cũng rất là vất vả ha dạ làm vậy đó thấy không rồi mấy chiếc kia ngồi em đua chú này lóc chốc quá ha ờ nó lóc chốc vậy một chút xíu nữa rồi nó em mới nằm xuống à nó vậy đó lên nó không ngủ còn nó không ngủ còn nó ngủ ví dụ như giấc tối như vậy rồi nó không ngủ rồi nó quậy rồi sao con ngủ được không có quậy chút nó nằm xuống à tức là cô kêu nó là nó ngủ hả à dạ chút nó nằm xuống dạ rồi con này nằm gì? Em du à con này nằm em du à à rồi nằm ban đêm đó. Ban dạ. Đêm ban hôm rồi nó đi đái đi tiểu đi cầu rồi sao chiều mình dắt đó giờ đi ngủ á 8-9 giờ cái mình dắt nó hết trơn rồi dạ. Dắt nó ở đái hết trơn luôn rồi cứ đưa lên à đưa lên vậy đó nó nằm đây còn con này nằm đây à tại vì nó có chỗ hết trơn rồi nó quen chỗ hết rồi nè nằm chỗ này còn con này nằm đây nó mình ngay giờ ra đây con chó này nằm đây con Khỉ nằm đây Khỉ nằm đây nè cô ơi thí dụ như vậy là những chú chó như vậy là mình có hàng ngày là có tắm rửa cho nó có tắm chứ có xà bông tắm ngày nào cũng tắm rửa cho nó ha giờ tắm rửa cho nó sạch sẽ trơn rồi chiều có lau giò lau cẳng cho nó lên con này nhiều khi có con này thì nó nằm ở đây thay đổi con này nằm dưới này vậy đó nằm có chỗ của nó nằm nè dân bùng đàng hoàng luôn ha dạ dân bùng cho chó ngủ luôn ha dạ đây nè chỗ nó nằm có cái mền sao cô không để cho nó ngủ ở dưới đất cô không mũi cắn dữ lắm dạ dạ cô sợ mũi cắn dữ lắm mũi nó cắn không có được cô sợ mũi cắn mấy chú chó ha dạ mũi dữ lắm nó cắn dữ lắm thì thường thường thì cũng như là người thì ngủ riêng mà tất cả các chú chó này thì ngủ riêng dạ mà cái này thì cô ngủ chung với mấy chú luôn dạ thì nó nằm đây nè nó đâu có gì đâu có đâu có nhậm gì tới mình đâu nó nằm dưới chân không mà dạ. Con này có khi nằm ở dưới nữa có khi lên đây cô cũng yêu mến động vật quá ha dạ rồi vậy mấy... đó tối cái dòng bùng cái giờ là nay nằm im du à dạ. Mấy chú chó này là cô chỉ lụm về thôi chứ cô không có mua hả không có mua lụm không mà lụm rồi ha dạ đó thì nó nằm im du về ngủ tới sáng à chứ nó không có quậy hoặc không có đi tới đi lui không có quậy đó. Của cô... ai nó nằm vậy đó cô ơi khi mà mình ngủ chung với mấy chú chó gì là có nhiều cô bác người ta có nói gì không không ta... có ai nói chân không tôi ngủ mà mấy chó là mấy chục năm rồi dạ. Nhưng mà mới ngủ ở đây đâu vậy hả à, mấy chó trước cũng vậy nữa mấy chó sau cũng vậy nó ngủ toàn trong mùng không à. Không có bao giờ mấy cũng không có dạ. Bà con nào mà nói ra nó vô hết không có ai nói cho chơi luôn
là mình thương giặt thì giặt nó giặt à. Nó vậy chứ tao cũng ngủ à. Chó anh tao cũng ngủ trong mùng lên nó chơi luôn, nó bà cũng kể gì bà nó trời, tôi cũng cho ngủ mùng với tôi vậy đó. Bây giờ mấy cái thú cưng đó vài chục triệu đó người ta cũng ngủ trong mùng với người ta cũng bình thường. Ừ, bình thường thôi. Dạ, nghe nói là cô là tàu mấy chú chó là cô đã lụm sinh. Lụm không à, lụm không à. Ừ, gan là cũng như là một cái câu nói là cứu giặt là giặt trả ơn. Ừ, tôi đó, cứu nó không, mấy con này tôi cứu cô không. Cô nó không được cái trả ơn là cùng đi bán vé số cùng với cô. Dạ, cũng là hỗ trợ rất là nhiều. Ừ. Bởi vì huấn luyện rất là dễ nghe. Dễ nghe lắm. Dạ. Con này khôn cái đó. Cái con này. Là vậy đó. Nó, con này nằm đây, con này nằm đây. Nhiều khi thì hai con thì nó cũng thực. Nó cũng thực với nhau. Lúc đó mình la hay sao không? Cấp thì nghe nó ngừ. Con này nó ngừ thì mình la nó để làm thinh nè. Nhiều khi con này thực cái con này. Mình la nó. Con này thì lóc chóc hơn. Nó ngủ. Vậy đó. Giờ thí dụ như là ăn uống, đồ ăn uống đầy đủ không? Đầy đủ. Con này, hai con này thì nó ăn được. Còn cái con này thì nó kén ăn. Mình nấu ăn gì mình cho mấy chú chó ăn dưới đó, cái đó với mình hay sao, hay là mình có cái thức ăn riêng cho mấy chú? Không, mình ăn chung với nó luôn. Chung mình luôn là mình nấu á. Ừ. Mình nấu cũng như mình nêm nếm rồi đó, giờ cái mình trộn cho nó ăn. Dạ. Trộn cho vừa miệng nó mình vậy đó. Ừ. Thử rồi múc cho thao rồi đứa miếng vậy đó. Vậy là mình lên xe đây là trên 2 năm rồi đó hả thưa cô? Dạ. Ừ, vậy là mình không có nhà, không có cửa. Không nhà cửa chứ. Không chồng, không con. Ở trên xe như thế này. Yeah. Rồi con thấy là cái chiếc xe, cái chiếc nhấn máy sau đó, nó chậu cái chiếc xe này nè, là ai chở? Ví dụ như là mình nhờ người ta chở hay sao? Dạ, yeah, mướn là chở, mướn là chạy. Dạ. Yeah. Chạy được, xe nó chạy được. Dạ. Yeah. Mướn là chạy. Mướn người ta chạy chứ cô không chạy được chiếc xe này. Không có được, cô không có chạy. À. Oh. Là cái vụ lễ lớn á ha. Thì đi tới đó bao nhiêu trăm mấy trăm gì đó mình trả anh ta. Ừ. Mình, đi lễ không à. Mình muốn di chuyển về đâu là cũng phải mướn tài xế để chạy chiếc xe này tới đó cho con. Tới đó rồi vậy đó. Chứ mình không có chạy được á. Không có chạy, không có chạy. Rồi khi mà lại cái lễ hoặc lại cái chỗ đó là mình phải ở một thời gian để... Ở 4-5 bữa. 4-5 bữa rồi cái mình kêu người khác chở về đây. Mình muốn ở chỗ nào đó người ta chạy về đây cho mình. Vậy đó. Cái tôi đâu có biết chạy đâu. Rồi giấc tối ngủ là có cái mùng, rồi có mấy cái màn này chứ. Để xả xuống. Ngực nó lạnh. Rồi giông gió đó. Mưa này tạt chứ. Giông gió không có. Tạt sao con? Có cái tấm mũ bự che chùm luôn. Thêm một cái miếng mũ nữa. Không, mũ che hết trơn luôn. Che kín luôn. Dạ. Không có giọt gì trơn. Rồi con ngủ ngoài đường như vậy rồi ban đêm ban hôm rồi đó, giờ có nhiều cái không có cái gì hết trơn luôn, không có gì hết. Bao nhiêu tuổi rồi? 74. 74, cô tên gì? Tên Sơn. Tên Sơn á. Dạ. Mình năm nay 74 tuổi. Dạ. Mà bây giờ mình có muốn định cư lại một chỗ nào đó để dưỡng già hay là không? Không. Hay là cô muốn đi gì hoài? Đi gì hoài à. Vậy hả? Chừng nào ấy, chừng nào tính sao. Rồi đi vậy đó, đi bán số rồi nuôi sinh hàng ngày vậy thôi. Chứ định cư thì chưa. Cuộc sống của cô là cô quen rồi ha. Quen rồi. Bây giờ mình cũng chưa có muốn định cư lại chỗ nào để sống cho nó an nhàn cái tuổi già của mình đó cô. Chưa. Chưa luôn hả? Chưa. Năm nay 74 tuổi cũng lớn tuổi rồi đó nha. Dạ lớn rồi mà tại trời nuôi rồi. không có định ở chỗ. Có lễ thì đi. Thì lại chỗ này ở 5-3 tháng, ở chỗ này 2-3 tháng. Dù đi gì đó. Ý của cô muốn nói là trời xanh voi xanh cỏ ha. Dạ. Thì sống đâu cũng được ha. Sống đâu cũng được hết. Ai cũng thương tình mình hết á. Cũng chưa có muốn định cư. Rồi cô đi thì có con có cháu gì nó gọi điện nó hỏi thăm gì không? Có, nó hỏi nó kêu về hoài mà tôi không chịu ở. Dạ. Yeah. Không, cháu hay sao cô? Hả? Cháu hả? Cháu ruột rồi. Nó đi tôi đi tôi nói tao thì giờ đi lắm. Khi nào tao già rồi tao điện tôi bay dứt tao rồi về nuôi. Dạ. Yeah. Vậy có nó. Có đứa cháu nào mà kêu cô về để cho nó phụng sự cô từ đây tới già luôn không? Có. Có luôn hả? Có. Tại tôi chưa có chịu. Tại là cũng muốn đi vậy đó ha. Đi sống vậy đó. Cô còn sức khỏe là cô còn đi hoài ha. Cô đi hoài, chừng nào yếu hả tính sao? Mình đi cũng tích lũy một mớ vốn nào đó để... Để đau ốm đồ. Mình đau ốm rồi đó, mình có để mình phòng thân á cô? Có. Mình cũng phải dự trữ chứ. Ngày là cùng với mấy chú chó làm bạn ha. Dạ. Yeah. Thì ngày thì
tôi với nó với này kia thì một ngày thì 100 giữ tiền giấy số tiền ta cho đó được 100 giữ nó khi 100 không chừng khi 101, 102 không chừng giờ mua đồ hết 50 cho mấy đứa này ăn một ngày còn tôi thì ăn riêng còn nhiều khi ở đây thì mấy cô này bớt cơm cho tôi ăn không có nấu mấy cô ở xóm thấy thấy gì đó nấu cơm sẵn rồi về ăn đi bán về ăn người ta cho ăn với cho đồ miếng chó này ăn luôn tôi khỏi nấu. Cũng như mình đi tới đâu mình sống trang hòa với bà con thì bà con sẽ thương mình thôi hả cô? Dạ, nhiều khi thì mua cơm ăn, nhiều khi thì mua hộp cơm 20 ngàn, mua bọc cháo 10 ngàn cho con này ăn, còn dư như chừa hai con này, nha, chừa cho hai con này. Con thấy ba cái đồ cô để ở đây, gạo đồ là của mình luôn đó ha. Dạ con. Dạ của tôi hết á chỗ đó. Dạ. Cái này lỡ ví dụ như mưa gió thì sao? Mưa gió thì tính sao chưa mua thì mình để đó như vậy. Cái này để ở ngoài trời nè, trời luôn. Mưa gió nè, bắt chợt hư hết rồi sao? Thì nữa mình đem vô trong thùng này nè. Đem vô dưới này. Nữa đem vô trong thùng này. Cái vỏ này là vỏ đồ của mấy chú chó đó hả? Dạ, quần áo của nó chưa dơ, giặt rồi đó, chưa dơ. Rồi cái mấy cái này là mình may hay là sao cô? Ta cho. Ta cho rồi mình may, mình thiết kế lại hả? Dạ, thiết kế lại. Trời ơi. Học Việt Nam nha bà con. Dạ, đó. Có một mình tôi hả, chứ không ai có như tôi hết trơn á. Cùng với mấy chú chó mưu sinh trên mỗi nẻo đường, bán cái số để mưu sinh. Chứ không có nhờ nhỏi đứa cháu nào cả. Nghị lực của cô cũng đáng là khâm phục phải không? Dạ. Nghị lực đáng là khâm phục. Tự mình làm mình sống mà. Không có gia đình nha. Dạ, không chồng không con. Bầu bạn mỗi ngày ha. Dạ, đó. Dạ thì hôm nay đi trên đường thì con ghé để mà quay cái hoàn cảnh, những hoàn cảnh khó khăn cũng như là của cô ở đây, con gửi cho con trợ viên cho 200 ngàn, cô có thể là mua thức ăn rồi cho mấy chú chó nè tội nghiệp nó. Dạ. Dạ của anh Hoàng. Kìa anh ngậm kìa, để anh ngậm kìa, anh mới ngậm kìa, ngậm coi. Dạ. Ôi ơi. Biết ngậm hả? Dạ biết ngậm. Biết ngậm rồi đó. Ngậm tiền khoái lắm. Dạ tôi cũng thành thật cảm ơn chú. Dạ. Có lòng hảo tâm mà giúp mẹ con tôi trong lúc khổ như thế vậy. Dạ. Thì tôi cũng là rất là mang ơn cho mấy chú. Cũng dạ con thì cũng trợ duyên cho cô 200. Dạ nó mua để được cho dạ. Chú cúng rồi ăn của có gì chứ. Dạ nó mua được Phật. Dạ. Thì tôi cũng có lòng mà cảm ơn ba chú. Dạ. Trong lúc mẹ con đang khổ mà ba chú giúp như vậy rất là mừng dữ lắm đó. Dạ. Thì bây giờ thì tôi không biết nói gì hơn. Thì tôi chúc mấy chú được nhiều may mắn. Có cái người nào có hỏi tâm mà gửi về nhờ cho chú thì chú trợ duyên cho những người già như tôi. Dạ. À, đó thì tôi cũng thành thật cảm ơn ba chú. Dạ Nam Mô Vô Phật. Dạ rồi con cảm ơn cô nha. Dạ. Chào con ha. Dạ dạ Nam Mô Vô Phật. Được dồi dào sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi chúc cô cũng luôn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ dạ Nam Mô Vô Phật. Cảm ơn cô. Chào mấy. Chú cũng nghe. Kính thưa mọi người thì mình đi ở trên đường mình gặp một bà lão năm nay 74 tuổi mưu sinh đi khắp nơi khắp chốn ở trên những nẻo đường cùng với những cái chú chó thì cô huấn luyện rất là giỏi thì những chú chó là luôn bên mình thì cô kêu cũng như là mẹ con như đó cả nhà